Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trong vụ án chuyến bay giải cứu, phần bào chữa của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đã gây chú ý dư luận khi liên tục kêu oan và cho rằng cơ quan tố tụng đã bỏ qua nhiều khâu quan trọng nhằm ép bị cáo Hưng nhận tội. Tuy nhiên, phản bác lại ý kiến bào chữa của bị cáo Hoàng Văn Hưng, nguyên trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra, cựu điều tra viên chính vụ án chuyến bay giải cứu. Sáng 21 tháng 7, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định việc truy tố bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trình chiếu tài liệu chứng cứ liên quan vụ án, trong đó có clip ghi lại hình ảnh cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng nhận cặp số do lái xe của ông Nguyễn Anh Tuấn, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hà Nội mang đến cổng trụ sở cơ quan an ninh điều tra. Đại diện Viện Kiểm sát đã thuyết trình các chi tiết hành động của bị cáo Hoàng Văn Hưng được thể hiện trong clip. Từ khi gặp một số người quen ở trụ sở đến việc nhận chiếc cặp số mà ông Hưng nói rằng bên trong chứa 4 chai rượu vang, còn ông Tuấn thì khai là 450.000 đô la Mỹ. Viện Kiểm sát phân tích, Hưng lên xe trong thời gian hơn 7 phút, sau đó lái xe rời đi và Hưng quay trở lại cơ quan. Tuấn thông qua lái xe chuyển cho Hưng, Tuấn và Hằng khai phù hợp, cùng xác nhận do Hưng yêu cầu nên chuyển tiền. Như vậy, số tiền 450.000 đô la Mỹ là có trong chiếc cặp. Việc khởi tố Hoàng Văn Hưng với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 800.000 đô la Mỹ được đánh giá trên toàn bộ hệ thống chứng cứ, từ việc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu thiếu tướng, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đưa tiền cho Hưng, chỉ có hai người biết. Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp điều tra, qua đó tổng hợp các hành vi khách quan của bị cáo Hưng để xác định ý thức chủ quan của bị cáo. Theo Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra truy tố, Hưng luôn có ý kiến bị cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát áp đặt suy diễn, sử dụng chứng cứ một chiều. Song Viện Kiểm sát cho rằng phía cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện hết sức thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm tính khách quan, đúng với quy định pháp luật. Bởi việc này không chỉ ảnh hưởng đến quyền công dân của Hưng mà ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an và dư luận nói chung. Liên quan đến nội dung bị cáo Hoàng Văn Hưng cho rằng cơ quan điều tra khởi tố mang tính định kiến, nóng hổi, tùy tiện, liều lĩnh, xem nhẹ sinh mạng chính trị người khác, coi thường bộ luật tố tụng hình sự, tư tưởng bắt nhốt là sẽ ra tội, mặc dù cùng cơ quan nhưng không được giải trình trước khi bị khởi tố, sau khi khởi tố hơn 2 tháng không có hoạt động hỏi cung. Đại diện Viện Kiểm sát đã phản bác trước khi khởi tố, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát đã phối hợp ghi lời khai bị cáo vào các ngày 5 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2023 để bị cáo có cơ hội trình bày. Tuy nhiên, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau khi bị khởi tố bắt tạm giam, từ ngày 11 tháng 2 năm 2023, điều tra viên liên tục hỏi cung bị can 8 lần, tiến hành đối chất 2 lần vào các ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2023. Khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, Hưng có ý kiến không lừa đảo chiếm đoạt tài sản, luôn kêu oan, đồng thời có ý gán ghép tội danh cho ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội thêm tội lừa đảo. Để đảm bảo chặt chẽ trong quá trình ghi lời khai, kiểm sát viên đã tham gia hỏi cung trong 3 ngày liên tiếp, tham gia 2 buổi đối chất. Ngoài ra, trong giai đoạn truy tố, kiểm sát viên đã tiến hành phúc cung. Đối với bị can, những việc làm này được thể hiện rõ trong hồ sơ vụ án. Việc điều tra viên, kiểm sát viên tham gia hỏi cung bị cáo nhiều lần như vậy mà bị cáo còn phủ nhận, dựng chuyện vu khống cho cơ quan điều tra, thì việc bị cáo không thừa nhận đã nhận tiền từ bị cáo Tuấn càng thể hiện sự tráo trở, dối gian của bị cáo. Qua nội dung trên, đại diện Viện Kiểm sát nhận thấy bị cáo Tuấn và Nguyễn Thị Thanh Hằng nói Hưng tráo trở, dựng chuyện là có lý do. Chiều 17 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục phần tự bào chữa của các bị cáo. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cựu điều tra viên chính thụ lý vụ án chuyến bay giải cứu, liên tục kêu oan. Trong phần tự bào chữa, bị cáo tiếp tục khẳng định cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát buộc tội oan cho bị cáo. Về nội dung nhận 350.000 đô la Mỹ, bị cáo Hưng cho rằng mình có chứng cứ ngoại phạm trong việc bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã đưa cho anh ta số tiền 350.000 đô la Mỹ vào ngày 25 tháng 10 năm 2022. Bởi thời điểm đó Hưng đang nằm viện, còn chiếc cặp có 450.000 đô la Mỹ
ngoài lời khai của bị cáo Tuấn thì không có chứng cứ xác định đó là cặp tiền. Cụ thể, bị cáo Hoàng Văn Hưng trình bày, theo cáo trạng, đầu tháng 10 năm 2022, Hưng có nhận 350.000 đô la Mỹ và bị cáo Tuấn yêu cầu bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, chuyển 350.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, thời điểm đó, công ty của Hằng không có tiền. Trong khi đó, Hưng liên tục hối thúc nên bị cáo Tuấn đã tự ứng ra 100.000 đô la, bù vào cho đủ 350.000 đô la để đưa cho bị cáo Hưng vào cuối tháng 10. Đầu tháng 11 năm 2022, trước khi bị cáo Hưng nhập viện. Tuy nhiên, bị cáo Hưng cho rằng mình nhập viện vào ngày 16 tháng 11, tức là có một khoảng thời gian rất dài để bị cáo Nguyễn Anh Tuấn đưa tiền cho Hưng. Bị cáo Hưng cho rằng có 3 điểm vô lý, đó là rất nhiều lần bị cáo Hằng đã chuyển tiền, không lần nào thiếu, tại sao lần này lại thiếu? Thứ hai, việc rất cần thiết như vậy, tại sao lại để Hưng liên tục hối thúc để bị cáo Nguyễn Anh Tuấn phải ứng 100.000 đô la? Điểm thứ ba, Hoàng Văn Hưng phân tích bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là người có trí nhớ rất tốt, nhớ được rất nhiều nội dung từ cách đó rất xa, từ tháng 2, tháng 3, thế nhưng lại không nhớ được ngày đưa tiền cho Hưng, mặc dù khoản tiền đó là rất lớn. Từ những lập luận trên, Hưng cho rằng mình không nhận 350.000 đô la. Theo bị cáo Hoàng Văn Hưng, lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội không đúng sự thật, đổ trách nhiệm cho bị cáo. Đồng thời, cựu điều tra viên cũng cho rằng lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, được tạo dựng có ý định nhằm tạo bất lợi cho bị cáo Hưng. Về nội dung vụ án, Hoàng Văn Hưng cho rằng cơ quan điều tra đã bỏ lọt hành vi phạm tội của ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội. Cựu điều tra viên này phân tích, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, ông Tuấn nhiều lần yêu cầu Hằng chuyển tổng cộng 1,8 triệu đô la Mỹ để chạy án. Cơ quan tố tụng nếu xác định ông Tuấn không chuyển số tiền đó cho ai, cần xử lý ông Tuấn về hành vi lừa đảo. Giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2022, ông Tuấn yêu cầu chuyển thêm 800.000 đô la như cáo trạng nêu, và đến đây xảy ra hai tình huống. Nếu ông Tuấn không chuyển cho ai khác thì vẫn là tội lừa đảo, chỉ cộng thêm số tiền. Còn nếu có căn cứ ông Tuấn chuyển tiền đi, cần xử lý hành vi môi giới hối lộ. Như vậy, ông Tuấn có hai tội, không phải một tội. Cơ quan chức năng lại thay đổi tội danh của ông Tuấn từ lừa đảo sang môi giới hối lộ. Hành vi rất rõ, bản thân ông Tuấn cũng nhận thì bỏ qua. Còn việc cho rằng bị cáo có nhận 800.000 đô la, không có căn cứ thì lại khởi tố, bị cáo Hưng nói. Cựu điều tra viên cũng khẳng định việc tiếp xúc Nguyễn Thị Thanh Hằng trước khi người này bị khởi tố chỉ vì công việc. Bị cáo Hưng nói, trong vụ án này còn có 3 người khác nữa bị cáo cũng động viên ra tự thú như chị Hằng. 3 người đang ở tòa có thể làm chứng. Hưng phân tích thêm, bị cáo Tuấn khi đó là phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, còn anh ta chỉ là trưởng phòng. Bị cáo có điều kiện, khả năng lừa được ông Tuấn không? Bị cáo có nói được những gì như cáo trạng nêu không? Nếu có, sẽ giống học sinh giảng bài cho thầy giáo, bị cáo Hưng trình bày. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!